xin chào tôi là Hùng bài nét tôi là chuyên gia về marketing và là chuyên gia về cung cấp những cái giải pháp chăm sóc khách hàng cho những cái uh, mô hình kinh doanh như là spa thời trang hay là uh, những cái quán cà phê hay là những cái doanh nghiệp uh, vừa và nhỏ tại Việt Nam thì ngày hôm nay tôi có một cái điều vô cùng là uh, uh, thú vị rất là tuyệt vời tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó là uh, trước khi chúng ta bắt đầu uh, mở bất cứ một cái mô hình kinh doanh nào đấy đúng không? thì cái việc ban đầu là gì nhỉ? cái việc ban đầu là chúng ta phải thiết lập được một cái mô hình kinh doanh thiết lập được một mô hình kinh doanh thật là cụ thể, thật là rõ ràng và thật là dễ hiểu nhất để chúng ta có thể là triển khai để chúng ta có thể triển khai công việc kinh doanh của chúng ta nó thuận lợi và mang đến kết quả như chúng ta mong muốn. thì uh, business model canvas nếu như mà anh chị nào đã đọc cái cuốn sách là Business model generation tạo lập mô hình kinh doanh thì chắc chắn các anh chị sẽ biết uh, về cái mô hình mà tôi uh, đang chia sẻ cho anh chị ở đây. Thì đây là một cái công cụ vô cùng là tuyệt vời, thưa anh chị ạ, đây là một cái công cụ vô cùng là tuyệt vời. Tại sao nó lại tuyệt vời? Thì uh, khi nếu như mà các anh chị đang có một cái mô hình kinh doanh đang có một mô hình kinh doanh mà các anh chị chưa tạo ra cái canvas cho nó thì hãy ngay lập tức tạo ra một cái canvas cho cái mô hình kinh doanh của mình thì uh, một lát nữa tôi sẽ nói cho anh chị biết là cái canvas nó có cái, cái 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 sự lợi hại như thế nào canvas nó mang lại cho mình cái lợi ích như thế nào và nó sẽ giúp cho cái công việc của mình nó phát triển như thế nào anh chị ạ đấy thì uh, có nhiều cách có nhiều công cụ có nhiều công cụ để anh chị có thể là uh, thiết lập cho mình một cái kế hoạch uh, một tạo lập cho một cái mình một cái mô hình uh, kinh doanh anh chị hoàn toàn có thể là tìm cái cuốn sách là tạo lập mô hình kinh doanh đây cuốn sách này tạo lập mô hình kinh doanh để các anh chị hiểu rõ hơn tạo lập mô hình kinh doanh đúng không ạ tạo lập mô hình kinh doanh đó các anh chị hoàn toàn có thể mua cho mình cuốn sách này để các anh chị hiểu anh chị hiểu hơn về anh chị biết được tại sao mình cần phải cần phải thiết lập một mô hình kinh doanh bởi vì tất cả những công ty thành công trên thế giới này Facebook Google hay Uber hay rất nhiều những công ty trên thế giới này họ đều họ đều phát triển cái công việc kinh doanh của họ và cái sức mạnh để họ có thể phát triển được đó là phải thực sự rõ ràng từ cái kế hoạch và cái mục tiêu kinh doanh của họ như thế nào doanh thu rồi chi phí xong rồi lợi nhuận xong rồi cái kênh để họ tiếp cận với khách hàng những cái đối tác của họ là ai họ viết ra rất rõ ràng và liên tục cập nhật vào liên tục cập nhật vào để tạo ra cho họ những cái uh, những cái những cái chiến lược kinh doanh nó vô cùng là sắc bén và vô cùng là hiệu quả thì canvas canvas nó có cái sức mạnh như thế các anh chị ạ canvas nó có sức mạnh như thế thì nếu như mà các anh chị đã có cái cuốn sách tạo lập mô hình kinh doanh mà các anh chị chưa đọc thì hãy tìm cả hãy hãy lôi ra và đọc ngay cuốn sách đấy đi các anh chị nhá nó sẽ giúp cho cái công việc kinh doanh của mình nó trở nên phát triển hơn rất là mạnh nó rất là tốt rất là bền vững. Còn nếu như anh chị đã tìm hiểu về mô hình canvas rồi mà chưa làm thì đây chính là cái video dành cho các anh chị. Vì sao? Vì ở trong cái video này tôi sẽ uh, cho các anh chị biết một cái công cụ, uh, thậm chí là uh, cho các anh chị biết một cái công cụ rất là tuyệt vời. Các anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Uh, đó chính là gà là, là cái cái website là Canva Canvanizer Canvanizer Ok, Canvaizer nhá. Các anh chị vào cái cái này cho tôi. Oh, pass các anh chị vào cái trang web này cho tôi đấy, đây là cái và đây là uh, phần tiếp theo thì uh, các bạn uh, uh, sẽ bấm vào cái này, uh, các bạn vào trang trang chính nhá, trang chính nhá, cho các bạn quay trở lại trang chính giúp mình. đó là trang Canva Niger. đó. sau đó thì các bạn bấm vào cái nút Clear your Out Canvas. Xin lỗi là cái uh, Năng lực tiếng Anh của mình nó khá tốt cho nên là mình sẽ phát âm nó không được chuẩn các bạn nhé. Ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể chọn là cái ngành nghề mà nó phù hợp với cả 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 cả, cả mình. Đó, ở đây mình sẽ chọn là business. Ở trong này nó sẽ có các cái uh, nó sẽ có cái mẫu có sẵn để cho chúng ta có thể là uh, dễ dàng lựa chọn đó mình uh, sẽ lựa chọn những cái uh, cơ bản đó mình sẽ lựa chọn cái này thì uh, mình cần phải đánh cho nó một cái mình phải ở đây ở đây mình sẽ viết cho nó một cái tiêu đề anh chị nhá mình sẽ viết cho nó một cái tiêu đề ví dụ như là tạo lập mô hình kinh doanh nhá chưa và anh chị sẽ đánh cái email của mình vào đây ví dụ tôi đánh email là hùng hùng nv a gmail.com chẳng hạn nhá mình sẽ kích vào nút này các anh chị cứ làm như thế này xong là, là nó sẽ ra ngay thôi đó start canva design đợi chút nào sau đó thì mình bấm vào nút này nhá các anh chị có thể chọn mô hình khác nhau nó phù hợp với mình thôi còn tôi thì tôi sẽ chọn những mô hình cơ bản nhất để cho nó dễ làm nhất Đó. như vậy là mình đã tạo ra một cái đây nhá đây là không gian làm việc của chúng ta đây là cái không gian này chúng ta tạo lập một cái mô hình kinh doanh cho cho chính các anh chị các anh chị nhá thì cái cách thức tôi đã phát hiện ra một cái cách thức rất vô cùng là thú vị để tôi muốn chia sẻ cho các anh chị là để cho các anh chị có thể là tạo ra cho mình một cái mô hình kinh doanh rất là dễ dàng rất là dễ dàng ok đó là như thế nào thì chúng ta đã biết được rất là nhiều công ty nổi tiếng trên thế giới họ đã phân tích và họ tạo ra những cái mô hình kinh doanh của riêng họ, đúng không ạ? Thì tại sao chúng ta không học những cái mô hình kinh doanh của họ để mình áp dụng cho cái mô hình kinh doanh của mình? Bởi vì về uh, cơ bản thì nó cũng là dựa trên những cái nguyên lý về 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 mô hình canvas thôi mà, đúng không ạ? Thì uh, à, bây giờ nhá, bây giờ thì tôi sẽ đi tìm với anh chị là một cái mô hình, đúng không ạ? bây giờ mình sẽ tìm mô hình để mình soi vào cái mô hình đấy mình làm thôi cần gì không cần phải quá phức tạp các anh chị ạ thì uh, mình được biết là nó sẽ có một vài cái mô hình mô hình phổ biến nhá ví dụ như là mô hình này mô 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 hình can canvas của uh, Facebook chẳng hạn đi Facebook là cái thứ mà mình dễ nhận thấy nhất đúng không dễ tìm nhất đúng không đó thì mình bấm vào cái phần này xem hình này đó mình sẽ bấm vào cái phần này đấy các anh chị có thấy không ạ Đấy các anh chị có thấy không ạ? Đây là một cái mô hình uh, Facebook Business Model Canvas của Facebook nhá. Thì cách làm như thế này thì các anh chị sẽ dựa vào cái mô hình này này để các anh chị hiểu được cái nội dung ở đây nó như thế nào và các anh chị tự liên hệ tới các cái ngành nghề kinh doanh của mình, đúng không ạ? Tự liên hệ đến ngành nghề kinh doanh của mình, sau đó thì mình chỉ cần là uh, bổ sung vào trong cái phần này thôi, bổ sung vào cái phần này thôi. Ví dụ nha tôi ví dụ nha anh chị đang kinh doanh là uh, cửa hàng spa chẳng hạn đi đúng không thì khách hàng của anh chị là như nào? Khách hàng của anh chị là những người như nào? Những người là phụ nữ nữ đúng không? Nữ giới đúng không? Nữ giới có độ tuổi từ bao nhiêu nhỉ? Từ 28 đến 60 tuổi chẳng hạn đi. Tôi không biết nhá, đây là tùy tôi chọn đại ra cho anh chị thôi. Đó. Được chưa ạ? Và nghề nghiệp của họ là gì nhỉ? Mình có thể chọn ra cái nghề ví dụ như là um, tiền uh, số tiền thu nhập của họ như thế nào này thì mình vẽ ra cái chân dung khách hàng của mình là ai. Đây ở cái 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 phần này đó chính là cái gì nhỉ? Đây chính là uh, customer segment là khách hàng của anh chị ạ, khách hàng mục tiêu của anh chị là ai thì anh chị viết vào chỗ đấy, đúng không ạ? Sau đó đến cái mục thứ hai là gì nhỉ? Cái mục thứ hai ở đây thì chúng ta sẽ bổ sung vào cái phần này đó là value, đúng không ạ? Value đó là gì? Đây là những cái cái cái, cái giải pháp giá trị mà anh chị mang đến cho khách hàng của mình là gì. Đúng không ạ? Thì ví dụ như là ở đây nhá thì anh chị có phần là ví dụ như đối với spa là trẻ hóa đúng không ạ trẻ hóa này da như nào xinh hơn đẹp hơn đúng không ạ đấy hoặc là um, ngừa mụn chẳng hạn hoặc là trị mụn trị thẹo gì đấy chẳng hạn đấy thì cái này nó mang đến cho họ cái giá trị gì Rồi, trị chị thẹo thì mang lại cho họ một cái khuôn mặt nó mềm mại hoặc là cái làn da nó mềm mại hơn đấy nó phục hồi da phục hồi da trẻ hóa phục hồi da hay là có một cái rất là cụ 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 thể như là ba là ờ chào hóa 10 năm bằng công nghệ gì đấy chẳng hạn đấy tóm lại là mang lại cái giá trị gì cho cái nhóm khách hàng của anh chị đúng không ạ thì đây cái phần giá trị mà mình sẽ mang đến cho khách hàng thì mình chỉ cần bấm vào thôi nếu anh chị không hiểu ấy, thì anh chị có thể đây và đây mình hiểu đây mình, mình nghiên cứu những cái mô hình trước đi mô hình khác trước đi sau đó thì mình sẽ liên hệ với cái mô hình kinh doanh của mình sau đó mình cập nhật vào thôi tương tự rơi ở những các phần ví dụ đây là kênh thế ví dụ kênh tiếp cận là gì ví dụ anh tiếp anh chị tiếp cận là kênh Facebook ads chẳng hạn đi đúng không ạ cái kênh tiếp cận đó hay là anh chị bổ sung thêm nhiều nhá hay là ví dụ như cấp tầm là cái kênh để mình quan hệ với khách hàng là gì ví dụ mình dùng mạng xã hội đi mình dùng mạng xã hội trong mạng xã hội nó rất là nhiều đúng không hay là mình ở mình có thể là chăm sóc khách hàng đúng không ạ ờ, đã xong cái phần là xong cái phần là quan hệ khách hàng rồi đúng không thì uh, ở trong cái phần này để đây chính là cái phần gì nhỉ ở đây chính là cái phần là doanh số doanh thu đúng không ạ doanh thu doanh thu vậy doanh thu của anh chị đến từ đâu doanh thu của anh chị đến từ cái những cái dịch vụ gì ví dụ như là dịch vụ uh, chị nám chẳng hạn đó dịch vụ đó. nó tóm lại là dịch vụ đúng không đấy thì nguồn doanh thu nó đến từ đâu đấy và nó có thể đến từ việc là như nào nhờ anh chị đào tạo ví dụ đào tạo nhân viên chẳng hạn đây cũng là một nguồn doanh, doanh số cho anh chị đúng không ạ thì mình cũng phải cập nhật hết vào trong này và mình liên tục bổ sung những cái nguồn thu nhập khác. Hay là ví dụ anh chị có thể là uh, phân phối một cái dòng sản phẩm nào đấy. Phân phối sản phẩm đúng không ạ? Mình chọn dòng sản phẩm nó phù hợp với khách hàng của mình mình phân phối để mình bán thêm những sản phẩm đó cho khách hàng của mình, đúng không ạ? Đó thì đây là nguồn nguồn doanh thu thì mình cập nhật vào cái ô này. Uh, tiếp theo là như nào nhỉ? Uh, là các cái nguồn lực, các cái nguồn lực mà anh chị uh, đang có là gì, đó có thể là ở uh, văn phòng này. Văn phòng này. Mình phải mình mình mình, mình tập trung vào nguồn lực uh, văn mình có nguồn lực như là văn phòng này, trang thiết bị này. Nhân sự này, đấy. Kinh nghiệm nhân sự. Nhân sự này xong rồi là kinh nghiệm này. Nhiều thứ đúng không ạ? Đó. Thì đây những nguồn lực mình đang có. Xong rồi mình sẽ tập trung ở đây cái cái, cái keyword cái key. Uh, cái key này là cái gì? cái kia là đây là uh, chứng nhận những hoạt động trọng yếu những hoạt động trọng yếu cho cái doanh nghiệp cho cái cửa hàng của các anh chị là gì uh, ví dụ như hoạt động trọng yếu của mình đấy chính là uh, như nào nhờ là chờ là, là chị nám này chị nám này chị nám bằng cái gì đấy chị nám bằng cái gì đấy bằng cái công nghệ của anh chị là công nghệ của anh chị là công nghệ gì đấy là những hoạt động chính của mình chị nám chị uh, chị uh, chị uh, chị lôi uh, chị ô uh, 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 này rồi là anh uh, chị lão hóa đấy những nguồn lực những cái công việc chính của anh chị là như thế nào đấy những cái hoạt động chính của của mình là như thế nào những hoạt động chính trong cái công việc của mình là nhà mình bổ sung hết vào chỗ này nhá còn đây là cái mục gì nhờ đây là cái mục đối tác của mình đối tác của mình là là ai có là có phải là các cái đơn vị phân phối không phân phối sản phẩm đúng không sản phẩm làm đẹp đúng không làm đẹp này spa này đúng không ạ đấy xong rồi khách hàng của mình là ai đấy nhờ khách hàng của mình còn là những cái là cái đơn vị đơn vị là cũng là cung cấp các cái sản phẩm cho cái nhóm khách hàng của mình đúng không ạ ví dụ như là uh, nội thất cao cấp chẳng hạn tại sao nó nó hoàn hoặc hoàn toàn có thể là đối tác của anh chị mà anh chị hoàn toàn có thể những cái voucher ở đây đúng không ạ đó đấy ok không cái này nó không rõ ràng lắm. Tôi tùy cái ngành nghề của anh chị như nào các anh chị bổ sung cái phần đối tác của mình vào đây nhá. Còn đây là cái phần là là chi phí, chi phí của mình nó đến từ đâu nhỉ? Chi phí là chi phí thuê này, thuê thuê thuê, thuê văn phòng này. Đúng không ạ? Thuê địa điểm này đúng không? Chi phí nhân sự này. Đấy, chi phí nhân sự này. Mình bổ sung hết cả các tất cả vào trong này nhá. Đó, mình bổ sung tất cả các các cái loại chi phí vào trong này đấy thì mình sẽ sau khi mà mình làm xong cái bảng này mình sẽ có cách nhìn tổng quan tổng quan về cái mô hình kinh doanh của mình và mình biết là mình cần nên tập trung vào cái chỗ nào và mình còn thiếu cái chỗ nào mình nên bổ sung vào cái chỗ nào mình nên tối ưu cái chỗ nào đúng không chỗ nào mình làm chưa tốt thì mình tập trung làm tốt cái cái, chỗ đấy đi được chưa ạ rồi bây giờ mình sẽ khái quát lại toàn bộ này ví dụ như là như nào đây là cái khách hàng mục tiêu của mình này là nữ giới độ tuổi từ 28 đến 60 chẳng hạn đúng không ạ thu nhập của họ như nào trên 10 triệu hay 20 triệu hay 30 triệu gì đấy ở khu vực nào này đấy mình liệt kê hết tất cả những cái khách hàng mục tiêu của mình ra cái phân khúc khách hàng mà mình hướng tới đi đúng không ạ mình liệt kê hết chỗ này ra và cái cái giá trị mình mang đến cho các nhóm khách hàng này là gì đúng không ạ là là mình có thể là, là mình trẻ hóa được làn da cho họ này phục hồi làn da nếu như họ bị sẹo bị lồi này hay là trị nám này ok vân vân và vân vân đúng không ạ mình chọn ra một vài những cái giá trị tiêu những giá trị là, là giá trị là cốt lõi trong cái uh, spa của mình hay trong cái doanh nghiệp của mình để mình hướng tới cái nhóm khách hàng này đúng không ạ tập trung là sức mạnh mà uh, và cái kênh cái kênh để mình mình có thể là phân phối cái sản phẩm này đến các khách hàng của mình là gì mình hoàn toàn có thể chạy quảng cáo này hoàn toàn có thể là mình làm những cái sự kiện về offline hội thảo hay hay là những cái sự kiện mà nó có khách hàng khách hàng tiềm năng của mình họ 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 mong muốn đấy thì mình tội tổ, tổ mình tạo ra những cái cái chương trình như thế để mình có thể thu hút khách hàng tiềm năng của mình Google này Facebook này Google này ad Google này mình chạy ad Google chẳng hạn Google ad này đó hay là mình có thể là phát tờ rơi chẳng hạn nó có nhiều cách lắm đấy, nhiều kênh mình bổ sung tất cả kênh của mình vào đây và cái kênh nào là kênh hoạt động chính của mình đúng không ạ và À, cái cái mục này là gì? mục này là mục quan hệ khách hàng, quan hệ công chúng, quan hệ khách hàng. như vậy là mình giao tiếp với khách hàng qua kênh nào? đúng không ạ? mình giao tiếp với khách hàng qua các kênh như là mạng xã hội này, hay là mình có thể là mình có những cái chiến dịch mình gọi điện để chăm sóc khách hàng, hay là đó là uh, chăm sóc khách hàng đúng không? mình hoàn toàn chăm sóc khách hàng. thì chăm sóc hàng mình có nhiều kênh mà ví dụ như là thư tay, hay, hay các thể rất là nhiều kênh khác nhau gọi điện này, đó, email này, nhiều kênh đúng không ạ? một trong những kênh rất là mạnh nó là mạng xã hội này mạng xã hội thì mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái nền tảng uh, chatbot, hay là uh, mình có sử dụng là ví dụ mình kết bạn họ với Zalo, mình gửi thông tin Zalo đúng không? ạ Nếu như mình sử dụng chatbot thì bạn biết tìm ai rồi đấy, tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực là uh, xây dựng những cái giải pháp marketing, những giải pháp về chăm sóc khách hàng ở dựa trên nền tảng chatbot để giúp cho anh chị là uh, giao tiếp được với khách hàng một cách rất là nhanh chóng, một cái click thôi nó có thể giúp anh chị tiếp cận hàng chục nghìn khách hàng của các anh chị đúng không? và chi phí nó rất là thấp chi phí rất là thấp nhá và cái tỷ lệ chuyển đổi thì rất là cao và đồng thời nó có cái tính gọi là nó sẽ có một cái tính là real time tức là nó ngay lập tức thì nếu như mà các anh chị có một cái chiến dịch một cái sản phẩm gì đấy mà mới mà phù hợp và hướng đến nhóm khách hàng của mình ngay lập tức thì nó có thể là cho anh chị thấy được cái tỷ lệ chuyển đổi ngay đúng không? thì sau một hoặc 2 giờ khi mình thực hiện chiến dịch thôi đó thì các anh chị bổ sung hết tất cả những cái phần này à, vào thì chúng ta sẽ có được cái mô hình là nó hoàn thiện đúng không ạ một mô hình kinh doanh hoàn thiện đấy thì chúc tất cả các anh chị sẽ tạo dựng cho mình một cái mô hình tạo dựng cho mình một cái mô hình kinh doanh là là thành công và các anh chị biết là truy cập vào cái trang web nào rồi đấy đó ở bên phần dưới cái bài viết này thì tôi sẽ đã có cái phần mô tả đấy thì anh chị kích vào để có thể là 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 mình 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 tạo cái tài khoản ở trên đấy và mình 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 tạo cho mình một cái mô hình kinh doanh riêng nhá anh chị nhá Ok, nếu anh chị cảm thấy cái video của tôi nó nó hữu ích và nó có giá trị thì anh chị có thể là bấm like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cái video này cho rất là nhiều những người bạn của mình. mới biết đâu ở ngoài kia rất nhiều người bạn của mình nó đang cần đến những công cụ như thế này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những cái video tiếp theo. Xin chào.